Thưa quý vị, không có một công thức chung nào cho tất cả người bệnh. Chỉ biết rằng sai một ly thôi có thể cướp đi một đời người. Trong một ca phẫu thuật thì gây mê chiếm một phần hết sức quan trọng. Chỉ sai một chút thuốc thôi có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Và đó là công việc của các bác sĩ gây mê phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Dù công việc nhiều vất vả, căng thẳng, mỗi ngày phục vụ hàng chục ca mổ phiên, mổ cấp cứu, phẫu thuật ngoại trú, phẫu thuật theo yêu cầu, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên vẫn luôn dành trọn tình yêu với nghề. Để nói về công việc của bác sĩ gây mê thì nó sẽ rất là dài và rất là nhiều thời gian. Cái công việc của bác sĩ gây mê nó không chỉ đơn thuần kéo dài trong lúc mà cuộc mổ nó bắt đầu. Nó có thể đến từ những ngày trước đấy. Thì trước khi cuộc mổ diễn ra thì người bác sĩ gây mê phải đến thăm khám bệnh nhân, hỏi kỹ các tiền sử về bệnh tật, các bệnh lý kèm theo, các vấn đề về sức khỏe để có thể tiên lượng được tất cả vấn đề có thể ra trong cuộc mổ. Sau đấy thì người bác sĩ gây mê sẽ lựa chọn một phương pháp vô cảm tốt nhất để cho cuộc mổ của bệnh nhân có thể diễn ra một cách thuận lợi. Tiếp đó là lựa chọn phương pháp giảm đau thích hợp để cho khi mà cuộc mổ hoàn thành thì bệnh nhân có thể thoải mái thoát qua cái đau đớn của phẫu thuật. Và sau khi gây mê xong, nhiều người cứ nghĩ là gây mê thì chỉ là tiêm thuốc mê rồi đi ngủ, rồi bác sĩ gây mê có thể bỏ bệnh nhân mà đi, nhưng mà không phải là như vậy. Sau khi khởi mê xong thì cái việc theo dõi tiếp theo của bác sĩ gây mê cũng hết sức là quan trọng. Khi khởi mê thì bệnh nhân sẽ có thể là ngưng thở, bệnh nhân phụ thuộc vào máy móc, các thiết bị hỗ trợ. Và khi mà mình không theo dõi thì mình có thể để tuột mất bệnh nhân bất cứ lúc nào. Cái tính mạng của bệnh nhân nó được nằm trên đôi tay và đôi mắt của người bác sĩ gây mê hồi sức. Sau giai đoạn khởi mê, bệnh nhân được gây mê an toàn. Kíp gây mê vừa hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật, vừa nhận trách nhiệm về chuyên môn như kỹ thuật, thủ thuật gây mê và chức năng sống của người bệnh. Ngay sau phẫu thuật, điều dưỡng, kỹ thuật viên gây mê hồi sức sẽ tiếp nhận và hồi sức cho bệnh nhân. Điều dưỡng gây mê là người phụ giúp bác sĩ gây mê phẫu thuật trong việc chăm sóc, theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh cho bệnh nhân trước, trong và sau cuộc phẫu thuật. Việc chuyển bệnh nhân ra phòng hồi sức sau mổ này sẽ là công việc chính của kỹ thuật viên gây mê và điều dưỡng gây mê phòng mổ. Điều kỹ thuật viên gây mê thì sẽ luôn luôn đứng ở phía đầu bệnh nhân, đảm bảo chức năng sống của bệnh nhân, không bị tuột ống nội khí quản. Nhưng điều dưỡng gây mê đẩy phía sau bệnh nhân sẽ luôn theo dõi được nhịp thở của bệnh nhân, đảm bảo chức năng sống của bệnh nhân không bị đè lên xương dẫn lưu. Nếu khi ra đây thì phải đảm bảo bệnh nhân vì trong quá trình mổ thì sẽ bị mất nhiệt do dịch rửa, do điều hòa. Phải đắp chăn giữ ấm cho bệnh nhân. Tuần hoàn thì phải đảm bảo các chi giác hồng hào cho bệnh nhân. Nhìn vết mổ không bị chảy máu dẫn lưu, không bị chảy nhiều dịch. Các y bác sĩ qua gây mê phẫu thuật không chỉ giúp bệnh nhân khi họ lên bàn phẫu thuật, mà còn là chỗ dựa, là niềm tin, là động lực cho bệnh nhân trong những giờ phút chiến đấu cam go nhất. Những cảm xúc quý giá đó không phải nghề nào cũng có được. Dù có khó khăn, vất vả, có phải đánh đổi những phút giây bên gia đình, các y bác sĩ vẫn luôn nỗ lực tâm huyết với sự nghiệp chữa bệnh, cứu người. Công việc của ngành y lại nhất là điều dưỡng phòng mổ nó sẽ khó khăn gấp bội phần hơn. Nhưng mà chính vì sự đam mê công việc của mình thì cũng phải cố gắng để sắp xếp công việc gia đình, con cái để dành hết nhiệt huyết cho công việc. Có rất nhiều cái vấn đề để cho mình gắn bó được với nghiệp gây mổ xuất hiện tận bây giờ. Nhưng mà cái mà mình cảm nhận được hàng ngày, cái thường xuyên nó là chính là cái niềm vui của bệnh nhân khi mà thoát qua bệnh tật. Những cái thành quả của những cái ca mổ, những cái bệnh nhân mà cái thành công của cuộc mổ nó đến ngay phía sau khi mà kết thúc của cái mê ấy, và cái niềm vui bệnh nhân đạt được thì nó là một cái động lực rất lớn để cho mình gắn bó với nghề. Đôi khi nó cũng là những cái tiếng khóc của những em bé sơ sinh mới chào đời của các bệnh nhân bên sản, nó cũng là một cái niềm vui mà nó giúp cho mình thêm yêu nghề này hơn. Có những ca mổ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, các y bác sĩ phải túc trực liên tục. Nhiều lúc cơm trưa không kịp ăn, giờ đón con cũng đành lỗi hẹn. Người ta thường bảo, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên gây mê phẫu thuật là công việc thầm lặng, đi trước về sau, quả không sai.